Thinh Room năm xin chào tất cả các bạn đến kênh mình. Đấy, thì nay là mình cũng kiểm tra xong rồi đấy các bạn, kiểm tra học kỳ. Đấy, thì trước là mình kiểm tra cho nên là cái chế độ đột kích thế giới không này là mình vẫn chưa làm cho các bạn xem được nhá. Đấy, nay xong rồi thì mình mới có thể làm cho các bạn xem được. Ok, thì mình cũng định bảo mọi người là quay hộ mình cái phần thấy tu không này, nhưng mà mọi người bảo vậy. Đấy, cho nên là mình cũng chưa quay được. Đấy, bởi vì qua là mình cũng có một tập nên là nay thì tu không mình chưa quay được. Hôm nay là mình sẽ quay luôn con râu lừng trừng phạt nhé. Đấy, còn cái ông thầy tu này là mình sẽ cố gắng, mình sẽ tìm cái video khác đấy để mình có thể mình quay. Hình như là còn thịnh độ dưới đất với cả thầy tu không, nhưng mà hai phần này là mình bận ô tô kiểm tra nên mình chôn được, nên mong gọi thông cảm. Đấy, mình cũng có nói thông báo trên tác cộng đồng ấy. Đấy, hôm nay là mình sẽ chơi luôn râu lừng trừng phạt nha. Hình như xong cái này là hết game, hết luôn cái chế độ này các bạn. Thì cái này hình như là đây là cái bình gì các bạn, mình cũng không biết, nhưng thôi kệ đi, không sao. Đấy, nay là mình sẽ dùng bộ set nha. Thì cái sự kiện này là cái AI của nó sẽ thông minh hơn và cũng sẽ có thêm người chơi và đột kích, là giống như là Shadowfire Underworld đấy các bạn. Đấy, thì nay là mình sẽ dùng những cái bộ set mà nhiều combo nhất, ví dụ như là thẩm phán thì không, nó khôn thì mình nghĩ không dùng thẩm phán. Mình sẽ dùng thử set người thay đổi ngôi sao nha. Đây, cập nhật mới xong rồi là nó éo lắp bách cho mình nha các bạn. Éo, mẹ nó. Lá mà chả ăn mẹ chồng cho ông cái kiểu đấm thôi các bạn. Hạn hán, hảo hán. Ông Nicky làm ăn kiểu này tôi chỉ cho nó quả đấm. Mẹ. Mình xem nào. Đại bác. Mình sẽ thử dùng đại bác nha. Rối bời này. Cầy nhanh nhẹ. Trước cũng rất là ít pack nhưng bây giờ lại rất là nhiều pack nha các bạn. Nhiều pack ngon Nicky mới ra. Mình cũng chưa cầm nhận hết được nhé. Lông diều hâu buộc tội. Lông diều hâu. Ôi mẹ, bây giờ cái nào là cái vàng, cái nào là cái cam mình cũng chẳng nhớ nữa, trời ơi. Trước toàn để ý màu chứ không để ý cái tên với cả cái hình nữa bạn. Lông diều hâu buộc tội. Hình như buộc tội các bạn. Bây giờ thay đổi cái cách này mình chẳng nhớ là cái gì luôn. Thế là khổ. Chất độc này. Đấy, em chán hết thành cái này nhá. Thế cái này là đột kích giống là sofa underworld thôi. Trước là có cả thịnh nộ với cả thầy hư không coi, nhưng mà thứ không mình cũng chơi thử một ván rồi. Đấy, ở đêm qua và mình cũng chưa quay. Ok, bây giờ mình sẽ tập kích người chơi nha. Không biết là năm sau lớp 12 mình có thể gặp lại các bạn hay không, hay là mình lại phải chia tay các bạn đây. Ok, giờ mình sẽ phải chờ người chơi khác nha. Trong sự kiện này nếu mà các bạn muốn cái điểm điểm cao thì mình nghĩ là các bạn nên dùng vũ khí nào mà combo nhiều để cho nó hời, nên lời combo các bạn. Nếu không dùng những vũ khí của thần binh combo nó mà ít thì lỗ cực kỳ luôn đấy. Ok, cái này mình hiện tại mình không biết là cái gì cơ, thôi kệ đi, cứ vào chơi. Chết mẹ rồi. Ây da. Ây da, ây da. Được chưa? Đấy các bạn thấy không? Nó khôn không? Các bạn thấy không? Khôn cực kỳ luôn các bạn ạ. Mình dùng sách người thay đổi ngôi sao để mình có thể mình gian lận được trong cái trò chơi đấy. Tức là còn 10 giây đồng sót mình sẽ gian lận tối nha. Đấy. Các bạn thấy cái này nó khôn không? Mình còn chưa kịp làm quen với cái cách đánh nó cơ. Đấy. Thôi cho mình phải lùi các bạn. Hôm qua mới chơi mình còn cuối bảng cơ. Thôi. Nó đánh tốt như mình chạy các bạn. Ok, xong rồi. Nó sẽ không mất máu nha. Đấy, như kiểu là đột kích các bạn. Mọi người đánh xong rồi là lúc mình vào là mình sẽ thấy máu thế nào, là mọi người đã đánh như thế. Ok, chúng ta sẽ mất 30 kim cương bỏ qua. Ê ông mẹ. Cái thằng cha này nó dùng vũ khí gì đấy. Cái này như kiểu là vũ khí dây buộc ấy nhỉ. Thôi chắc tí mình đổi sang cái cây cái gì nhỉ, cái dây buộc các bạn. Đổi dây buộc đánh cho nhiều combo hơn. Mẹ thằng này dùng dây buộc rồi. Ông ta thích dùng dây buộc.
ông này chắc dùng vũ khí của thần minh hội. Dùng sứ giả mà thì cũng được các bạn. Nhưng mà combo nó không nhiều bằng triều đình. Cái này là combo càng nhiều thì càng hời. Mày định làm gì? Định làm gì? Đầu bảng đi. Úi chạy. Đánh trong chạy. Úi mẹ ơi. Nhớ lại năm combo tử thần của cái bác giảm xiết quái trưởng luôn các bạn. Ây da, chết con mẹ rồi. Đúng rồi. Có năng lượng tối đi. Ui bỏ mẹ rồi. Nó bắt bài mình các bạn. Cái này là phải để nó đánh thôi thì mình mới có năng lượng tối được. Thôi kệ đi. Đấy, ra đòn nhiều vào. Đúng rồi. Lên chiêu, bỏ mẹ rồi. Thôi hết thời gian nữa bạn. Chán đấy. Hết mẹ rồi. Thua. Ô mẹ sao vẫn cua top 2 nhỉ? Ô mẹ thôi mình dùng thử dây buộc đi. Mẹ, thằng này chắc dùng dây buộc rồi. Đi xem nào. Đây. Dao xích nhá. Mình quen mồm gọi là dây buộc rồi các bạn. Mình nhìn hình dáng nó sẽ giống cái dây vậy. Ok, vẫn kịp. Mẹ thằng này mình nghĩ là chắc là nó dùng vũ khí thì nhiều combo hay là cái kiếm cong nhỉ? Kiếm cong với cả enchant cái cánh quạt. Cánh quạt vào ấy bạn. Không biết cho mày có dùng được thẩm phán không? Để mình tí mình dùng thử. Nó chết mẹ rồi, mình còn chưa quen combo của vũ khí này các bạn. Đấy các bạn thấy khôn không? Nó đỡ được cả chiêu của mình các bạn. Đấy, này thì đỡ này. Úi giời ơi, này thì đỡ này. Này thì đỡ này. Đỡ làm sao được với Thingro. Úi dồi mẹ ơi. Ây da, chết tôi rồi. Chuẩn luôn, chuẩn bay. Nhảy vào đây. Đấy, tiếp tục. Lại cho combo nữa. Ôi bỏ mẹ thôi. Ôi sao tao qua được cây. Cho mày chết. Úi dồi ôi. Mẹ chơi chế độ này anh em mà để đầu bảng ấy mẹ cũng vui lắm ấy. Nhưng mà mình hiện tại vẫn top 2, chán. Combo ít hơn cái thằng cha kia các bạn. Mày dùng vũ khí gì? Ôi mẹ ơi, cũng gần cuối bảng mẹ rồi. Chán thế. Gần cuối bảng rồi các bạn ạ. Thôi. Mình đổi lại cây gì nhỉ? Mình sẽ dùng cây kiếm cong nha. Nhanh. Kiếm cong thôi, nhanh. Đây epic triều đình. Ấy, kiếm cong. Ô con mẹ, kiếm cong đây không có bà ạ. Nhanh lên không cuối bảng. À thôi, cô nhị khúc không được. Cô nhị khúc, đúng rồi cô nhị khúc. Cô nhị khúc. Mẹ nhanh lên. Nhanh lên không cuối bảng, nhục lắm. Đúng rồi cô nhị khúc. Úi chuẩn bài. Ô con mẹ quên lắp bách rồi. Mẹ cái thằng Nicky. Bảo sao nãy giờ không có bách. Mẹ lắp bách là mày chết với tao. Mẹ nãy Nicky nó cập nhật tháo hết mẹ bách của mình ra luôn các bạn. Mẹ mất dạy. Nó tháo hết mẹ bách của mình ra luôn ý. Cụ cho nó. Thôi. Phi luôn. Đánh cho máu. Đéo có bách cũng được không sao. Chuẩn thôi. Sao mày né được. Ô bỏ mẹ ơi. Nào. Úi giời ơi, đấy là khôn không. Cái này là AI thông minh các bạn ạ. Hay là người chơi mình cũng không biết. Ok, xong rồi. Một phát chết luôn. Mình đã phát cuối cùng. Đấy, thắng luôn rồi. Đầu bảng đi, đừng có cuối bảng nữa. Ui mẹ chán thế. Top 3 các bạn ạ. Từng đầu bảng ấy. Chán không. Không qua màn đâu ấy các bạn. À không. Ở đây có màn 2 rồi.
20-80. Cái này tức là 20-80, tức là nếu mà mình không đủ thì là sát thương nữa. Cái bác này sẽ cao, rất là cao các bạn. Thế và máu thằng này sẽ trâu hơn. Cái này là mình nghĩ phải hỗ trợ đồng đội rồi. Bây giờ mình sẽ đánh thử 20-80, nhìn nó không được là mình sẽ dừng video ở đây ạ. Ok. Lần này mình quay ít nhất là phải đánh được 3 con. Quay cảnh đánh 3 con. Đấy. Đấy kì. Tháo hết cụ nó bách của mình ra các bạn. Bách mũ tháo hết mẹ luôn. Thế là mình vội. Đại bác này. Không biết là cái chiều trong gì. Cầy nhanh nhẹn. Chó chó. Cái bách là chó vậy ạ. Chó gâu gâu. Khi đồ thật giữ, chim ruồi. Lấy khi đồ thật giữ nha. Thôi nhanh nhanh đi. Đột kích thế giới không? Đây mình sẽ cho các bạn xem nha. Cho những bạn nào chưa biết hoặc là chưa chơi. Đấy. Thì khi mà mình không đủ cái lực chiến thì mình sẽ bị như nào. Sẽ có 5 người chơi. Cái đàn này là phải nhờ đồng đội giúp đỡ rồi. Cuối bảng là cái chắc. Mẹ để đầu bảng mình còn nở mai nhờ nở mắt cho fan đó bà con chứ. Cuối bảng nhục quá. Nhục. Nhục như con chục chục luôn. Úi dồi. Rồi. Mẹ chuẩn chơi linh rồi. Úi dồi. Lui lui lui. Đấy các bạn thấy không? Mình đỡ được phát này mà mình cứ mất máu rồi các bạn hiểu ấy. Úi chết mẹ rồi. Úi dồi ôi. Cái gì đấy? Cái gì đấy? Cái gì đấy? Nào, vào đây. Vào đây con. Mẹ ơi, nó khôn nữa bạn. Úi dồi. Úi dồi ơi. Cái gì đấy? Cái gì đấy? Cái gì đấy? Vào đây. Úi dồi, lăn lộn. Ui da da da. À. Úi dồi. Úi dồi ơi. Nào, cái liễu một phe. Úi dồi ơi. Ok, xong rồi. Không chết. Trong sự kiện này các bạn muốn được đầu bảng thì cứ dùng phang triều đình các bạn. Cứ chỉ bình ở phang. Mẹ lại cuối bảng. À không, lại top 2. Mẹ cái thằng không biết là nó ăn gì mà nó đánh khỏe thế. Hoàng Dubai. Dubai. Thằng không biết nó ăn gì mà đánh khỏe thế các bạn. Ok thôi. Nhanh lên để mình vô mình chơi. Mong lần này không bị 5 combo tử thần của nó nha. Úi dồi. Úi dồi. Úi dồi. Nào 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 nào. Một combo. Chết mẹ mà chưa. Chết mẹ mà chưa. Úi dồi. Vất 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 vất. Ây 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 ây. Chạy 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 chạy. Lại bị trúng đi chưa rồi. Ủa sao vẫn chết nhỉ. Vô lý. Ảo thất đấy. Ngồi dậy đi mà chết với tao. Phi tiêu phi tiêu tiêu. Nhanh lên. Đừng để nó nhảy đá. Đúng rồi. Ôi chết mẹ. Chạy 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 chạy. Chạy nhanh 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 nhanh. Ôi cho mẹ là mẹ phi tiêu các bạn ơi. Đấy đúng rồi. Combo. Ây da. Mẹ rồi chán ấy. Các bạn ở đây có một cái đứa thua mà cũng chịu. Ok các bạn ơi. Hay là mình bỏ qua là nhỉ. Thổ cái nhanh em đi. Mẹ cái thằng này nó vượt mặt tí nơi rồi. Mẹ cẩn thận không top 3 top 2 lại. Khi cuối bảng cái nơi. Mẹ ơi nhanh 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 nhanh. Chuẩn bị nha chuẩn bị nha. Úi dồi ôi ngon ngon ngon. Đầu rồi cái này hơi lắm rồi đấy. Không bị lỗ. Ôi chết mẹ rồi. Sao lắc ấy. Ây ạ. Chạy 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 chạy. Chạy nhanh chạy nhanh nhanh. Ôi trời ơi. Choáng 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 ngon ngon choáng. Nhanh nhanh nhanh. Ấy bộ bạch tuộc là có choáng các bạn ạ. Vẫn nhanh vẫn nhanh nhanh. Nó không dùng vật đấy bạn. Vào mặt ta luôn. Ấy tôi chạy. Đánh xong rồi, đánh xong vào. Úi chết mẹ rồi, né phi tiêu mình rồi. Úi dồi ôi. Úi dồi ôi. Úi dồi ôi. Chạy 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 chạy.
Ôi con mẹ, sao con chết nhỉ? Cái này là cái gì ấy? Cái này là cái gì mà không biết các bạn. Mẹ tao chết dây cuối. Cày thế không biết nữa. Ok, vậy là mình đã lấy được vị trí top 2 nhá. Thôi bỏ qua mẹ đi, đánh nhanh lên để mình lên top 1. Mà bây giờ lên top 1 cũng khó. Hơn nhau được 600 lực chiến các bạn. Thế thì mình chỉnh cái thằng này đây. Ừ, xong rồi. Ây da. Đấy, chuẩn rồi. Chuẩn bài rồi. Ây da. Đừng đánh mình các bạn. Nó đánh mình là nó tăng cái cơ màu xanh là mình chết. Ôi, chay chay chay. Ừ, chuẩn rồi. Ây da. Lạ cảm ứng các bạn. Ôi, đi. Con bà chết rồi. Chạy 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 chạy. Vào đây. Mẹ tao không chết. What the What the fuck. Pha đấy không chết được. Cay lắm đấy các bạn ạ. Thôi nhanh nhanh lên đi. Cái thằng Smart Retake là mẹ đã sắp mà vượt mặt mình đến nơi rồi. Ông đi nhác 75. Ông này mày chắc là không dùng giáp đánh nhau. Đã đã. Mấy cái đàn này thua rồi các bạn. Bạn nhìn máu này, máu trâu ấy. Lần này chắc để ông Hoàng Dubai ông gái, Dubai ông gánh thôi. Ok. Đấy, thua đấu đi nhanh. Ông Hoàng ông gánh còng lưng. Nhìn đánh nhanh không bị bắt bài. Hồ xong bị vật. À nó không vật mình. Đấy, giờ mới để ý là nó không cho vật mình các bạn. Ừ, mày dùng chiêu ấy. À hiểu rồi. Ôi cọt mẹ chết tao rồi. Mình không ra combo được mà không chạy được. Là nào? Giải thích hộ. Hộ bố cái. Còn 2 phút nữa các bạn, thôi cố lên. Cả team cố lên, chúng ta còn 2 phút nữa để đánh bại con Roland trừng phạt thôi. Ê, cấp 2 máu trâu thế không ấy. Tranh được cấp 1 rất nhiều luôn. Được rồi, chán. Ok. Ừ, cái làm này. Đây rồi. Tưởng không spam mà hóa ra vẫn spam rồi các bạn. Nhưng mà thằng một con này mỗi tội không vật được thôi. Đấy. Chơi chiêu luôn. Vậy nhá. Úi giời ơi. Úi giời. Ôi nó đỡ rồi các bạn. Chiêu. Mẹ nó phá chiêu của mình. Chó này khôn thế. Con mẹ nó vai. Chó này khôn đấy các bạn. Mấy người là nó khôn này. Được rồi, nhanh lên top 1 đi là vừa. Thua như top 1 thì cũng được các bạn. Thua như vượt mặt ông Hoàng. Ông Hoàng chắc FK rồi. Chứ không phải sau nãy giờ mình cứ 1175. Ok. Mẹ 30.000 máu mẹ đánh rồi được. Có tí tẹo này. Mẹ hảo tin. Mỗi ông này chắc FK các bạn. Ông 455 FK, ông 3 chắc mỗi ông 3 ông 2 là mày đánh được các bạn. Hai mày chắc nản quá rồi. Chết nhiều quá. Mày ngu đi dùng đồ thần binh nhờ mẹ gì. Đéo hời gì cả. Vào đây. Ôi giời ơi, chạy. Ôi giời. Sao có lúc né không né được nhỉ? Vô lý thế. À tao hiểu mày rồi. Mình bắt được bài nữa rồi các bạn. Nó hay đá mình lắm. Nó không vật mình đâu nhưng mà nó hay đá mình. Mày đi đá này. Đá bố mày. Úi rồi. Này thì đá bố mày. Đá bố mày. À, hiểu rồi, bắt được bài nữa rồi. Đá bố mày. Anh lắm hiểu lắm ạ. Úi rồi thua luôn. Thua luôn nói sao các bạn này.
hết thời gian rồi. Không biết bố chúng mày có đánh không hay là chúng mày FK. Thua luôn đó các bạn. Hết giờ rồi. Thôi mình cứ đợi đi xem mà còn đánh được cái gì nữa không. Đánh được cái tốt không được thì thôi. Để mình cố gắng mình là giành lấy top 1. Đấy, thua rồi. Coi như là thua luôn. Mày ai tham gia bây giờ? Ok thôi, cần lẽ mới phải tạm dừng video ở đây nha. Đấy. Coi như là mình thua rồi các bạn. Bởi vì máu trâu quá. Đấy, cảm ơn các bạn xem ở mình nha. Tạm biệt các bạn, bye bye. Còn video đánh hai cái con kia là mình sẽ cố gắng mình nhờ mọi người mình quay lại xong rồi là mình sẽ đăng lên cho các bạn xem. Ok, tạm biệt các bạn nha, bye bye.